Chào mừng quý vị, anh chị bạn tiếp tục quay trở lại với kênh mua bán từ cũ của em Loan Kinh Môn. Trong ngày hôm nay em Loan lại lên sóng giới thiệu cho quý vị, anh chị các bạn xem một mẫu xe. Một mẫu xe trước đây mua cũng khá là đắt tiền đấy chị nhá. Bây giờ giá rất rẻ thôi, chỉ có 300 hơn một chút thôi. Quý vị, anh chị các bạn đã sở hữu ngay một mẫu xe Nissan nhập khẩu của Đài Loan về sử dụng rồi. Một cái dòng xe Nissan Tenla sản xuất năm 2009 và lăn bánh lần đầu năm 2010. Và em đang giao bán với mức giá cực kỳ sốc cho anh chị các bạn mua về sử dụng đi trong dịp Tết. Chỉ có 350 triệu anh chị nhá. 350 triệu. Đấy, với cái mức giá trên thì em chưa có gồm phí vận chuyển đâu ạ. Quý anh chị các bạn quan tâm đến cái mẫu xe, alo trực tiếp qua số điện thoại của em Loan 0976081699 đến xem xe trực tiếp tại salon ô tô số 1 Kinh Môn, có địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Đảm bảo cho quý vị anh chị các bạn xem xe ưng luôn. Đó. Xe được trang bị rất nhiều các tính năng hiện đại an toàn trên một chiếc xe Nissan của Đài Loan này rồi. Trang bị túi khí an toàn và 3 màn hình theo xe anh chị nhá. Đó, 3 màn hình theo xe, cảm biến quanh xe, camera nùi đầy đủ trên xe luôn. 4 bánh phanh ABS. Và chiếc xe mang tên tư nhân biển thành phố nhá. Rất thích hợp cho quý vị anh chị các bạn Hà Nội, Sài Gòn sang tên được biển mẫu xe luôn. Đó, giá thì em bao giá tốt cho quý vị anh chị các bạn trên toàn quốc và chất lượng của xe luôn. Đấy, xe anh chị nhìn này. Một chiếc xe hoàn toàn là zin nguyên, không có đâm xô, không tai nạn gì, đảm bảo bằng văn bản cho quý vị anh chị các bạn luôn là xe không lỗi. Cũng đèn rất sáng luôn, biểu tượng Nissan. Dòng xe phân khúc chạy rất là đầm nhá. Đó, rất rộng rãi thoải mái. Đăng kiểm dài tháng 5 năm 2021. Chạy vô cùng là thích luôn, form dáng đẹp, không hề có thượng lỗi thời gian. Tích hợp xi nhan báo rẽ. Tổng thành xe rất đẹp luôn, hoàn toàn về sẵn đi thôi. Với cái mức giá 350 triệu, đó, em bao hồ sơ cho quý vị anh chị các bạn và chưa có bao gồm phí vận chuyển. Đó, quý anh chị các bạn quan tâm đến cái mẫu xe này thì alo ngay cho em Loan được chốt cọc qua số điện thoại 0976081699 nhé. Hoặc đến trực tiếp xem xe tại cơ sở chính của em, đường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Đó, salon ô tô số 1 Kinh Môn, lái và trải nghiệm mẫu xe nhé. Đó, xe rất đẹp luôn. Chạy ngang tầm mấy dòng Camry đấy ạ. Đó, rất đẹp mà giá thì vô cùng rẻ. Nissan Tenla. Vô lăng tích hợp cái phím bấm. Cái dòng xe này chạy rất là nhẹ, rất là nhẹ, rất là đầm. Và em bán cái dòng Nissan Tenla cho khách rất nhiều. Đó, khách đi vô cùng là ưng ý anh chị nhá. Trang bị 3 màn hình theo xe, 3 màn hình theo xe và 3 màn hình hoạt động hoàn toàn bình thường. Ghế da xịn theo xe luôn. Không hề có rách rưới gì. Và cái dòng xe này thì quý vị anh chị các bạn hoàn toàn yên tâm là nó không hề có hiện tượng lỗi vặt đâu ạ. Rất bền xe luôn. Đó, đèn trần. Và nói chung là tất cả các chi tiết trên chiếc xe này vận hành hoàn toàn bình thường, ổn định luôn. Không lỗi anh chị nhá, không lỗi luôn. Em bao giá tốt cũng như là chất lượng xe cho quý vị anh chị các bạn luôn. Đó, anh chị nhìn này, phần ghế da này rất đẹp nhá. Keo chỉ zin. Xe không có va chạm gì. Quý anh chị các bạn ở xa không tiện qua xem xe trong khu vực phía Nam, muốn chốt sở hữu được cái mẫu xe này có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của em Loan, kết nối Zalo nhá. Em sẽ hướng dẫn cái thủ tục mua bán chốt cọc để quý vị anh chị các bạn yên tâm sở hữu. Bỏ Nissan Tenla biểu tượng. Sơn xi rất là đều. Cảm biến quanh xe. Đó, khiển tự động. Mở cốp anh chị nhá. Đấy anh chị này. Tất cả các khe lỉ của cốp là còn nguyên theo xe, cũng như tất cả các ti chống của xe rất chắc chắn. Sơ cua kích nốt là còn đầy đủ luôn. Đó, rất đẹp luôn cho mẫu xe Nissan Tenla. Lăn bánh lần đầu năm 2010.
Quý anh chị các bạn lần đầu theo dõi clip của em Loan, nhớ để lại em đón like giúp em, like và chia sẻ kênh giúp em để theo dõi những cái mẫu xe mới nhất em Loan lên xuyên trong ngày nhé. Và cái dòng xe phân khúc rất là rộng rãi, thoải mái, và với cái khoang ngồi đằng sau tạo chúng ta một cái khoảng không gian đi đường xa cũng vô cùng là thoải mái, dễ chịu chị nhé. Chúng ta không bị gò bó, không bị gò bó so với những cái dòng xe như là Toyota Vios chẳng hạn ạ. Thì khoang ngồi đằng sau thì hơi hẹp một chút, chúng ta ngồi ví dụ đi đường xa rất là mỏi chân đó. Cái dòng này thì vô cùng là rộng rãi thoải mái, trang bị hai vùng điều hòa độc lập trên xe. Đó, xe đi chuẩn là 13,4 anh chị nhá, đi chuẩn 13,4. Đây anh chị các bạn cùng em sẽ đi sâu hơn về cái hệ thống khoang máy của xe này. Đây ạ. Đó, hệ thống khoang máy của xe đây, máy nổ rất êm ái nhá. Xe thì được trang bị khối động cơ 2.0. Cái dòng xe vô cùng là lành xe. Máy chất luôn, không có chạy dầu nhớt hay là đâm xô gì. Đó, đèn hoàn toàn là nguyên bản theo xe, tất cả các sắt xi răng cột của xe là hoàn toàn không có đâm xô. Đó, chỉ có 350 triệu thôi quý vị anh chị các bạn đã sở hữu một cái mẫu xe Nissan Triton và sử dụng rồi. Nhanh tay alo gọi cho em Loan qua số điện thoại 0976 08169 anh chị nhé.